hàng đầu. Bạn đang nghe sách từ sách gọn.com. Phần 1. Tổng quan. Sir Alex Ferguson được coi là một trong những huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Ông dẫn dắt Manchester United bắt đầu từ năm 1986 và gắn bó với đội bóng này trong 26 năm cho đến khi giải nghệ vào năm 2013. Ông đã giành được 13 chức vô địch Premier League và tổng cộng 38 chiếc cúp. Trong dẫn đầu, anh ấy thảo luận về phong cách lãnh đạo đã giúp Manchester United trở thành một câu lạc bộ chiến thắng. Lời bạc của đồng tác giả Michael Mortis lập luận rằng kinh nghiệm quản lý bóng đá của Ferguson có liên quan đến thế giới của các doanh nghiệp công nghệ và công ty khởi nghiệp. Cha của Ferguson là một thợ đóng tàu thuộc tầng lớp lao động, người đã dạy cho Ferguson giá trị của sự chăm chỉ và kiên trì không phàn nàn. Ferguson nói, cha tôi thường làm việc 60 giờ một tuần, và ông ấy là một sự tồn tại khắc nghiệt, lạnh lùng và nguy hiểm. Một Ferguson đã có một sự nghiệp cầu thủ khá thành công khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp vào năm 1964. Anh ấy tin rằng kinh nghiệm với tư cách là một cầu thủ bóng đá là điều cần thiết đối với một người quản lý, giỏi vì nó đảm bảo sự hiểu biết về trận đấu và giúp người quản lý nhận được sự tôn trọng từ các cầu thủ. Ông bắt đầu sự nghiệp quản lý của mình tại sai vào năm 1974 và chuyển đến sưu tầm Mizen S ngay sau đó. Khi ở sưu tầm Mizen S, anh ấy cũng quản lý hai quán rượu, giờ làm việc thật trừng phạt, Ferguson làm việc từ 12 đến 14 giờ mỗi ngày. Đây là một sự thay đổi khó khăn so với những ngày thi đấu của anh ấy, thường kết thúc vào giữa buổi chiều sau một trận đấu hoặc buổi tập. Sau khi chuyển đến làm huấn luyện viên cho Aberdeen vào năm 1978, Ferguson đã từ bỏ các quán rượu, nhưng ông nhận thấy rằng việc quản lý vẫn đòi hỏi một cam kết gần như vô hạn về thời gian. Ông hầu như không gặp các con trai của mình và không ăn sáng với vợ cho đến khi ông nghỉ hưu hàng thập kỷ sau đó. Anh ấy luôn ra khỏi cửa để làm việc vào đầu giờ. Chỉ dần dần, khi anh lớn lên, anh ấy đã học cách quản lý tốt hơn thời gian của mình chưa. Ví dụ, anh ấy ngừng trả lời tất cả thư của chính mình từ người hâm mộ và cho phép một trợ lý đảm nhận nhiệm vụ đó, điều này giúp anh ấy có thời gian làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, với tư cách là một nhà lãnh đạo, bóng đá luôn là tâm điểm trong cuộc sống của anh ấy và thường xuyên đến trước các nghĩa vụ gia đình. Ferguson thậm chí đã bán chính con trai mình, một cầu thủ đang khoác áo United, khi đó có vẻ là một quyết định chiến thuật khôn ngoan. Ferguson tiếp quản Manchester United vào năm 1986. Đội bóng yếu và có vấn đề về uống rượu cũng như thể lực. Ferguson cảm thấy rằng ông đã xử lý một số vấn đề này một cách kém cỏi. Anh ấy đối mặt với các cầu thủ quá nhanh về việc tiệc tùng và chậm chạp trong việc tìm kiếm những cầu thủ mới cũng như định hình lại đội hình. Tuy nhiên, mặc dù anh ấy vẫn đang học hỏi, nhóm đã bắt đầu cải thiện. Năm 1993, đội lần đầu tiên giành chức vô địch premier league ferguson nổi tiếng là một người kỷ luật và đôi khi rất gay gắt với các cầu thủ của mình anh ấy có thể nghiêm khắc và đặc biệt là ngay từ đầu có lẽ hơi quá nghiêm khắc sau đó anh ấy biết rằng kỷ luật nên được áp dụng một cách thận trọng nếu không nó có thể phản tác dụng khi các cầu thủ trở nên lo lắng hoặc bực bội ông học được rằng các nhà lãnh đạo có thể dễ dàng sợ hãi và hành động theo cách khiến họ xa lánh những người mà họ có thẩm quyền ngay cả một hoặc hai từ tiêu cực từ người quản lý đến người chơi có thể gây ra sự lo lắng lớn và dẫn đến hiệu suất kém điều quan trọng đối với người quản lý là phải kiềm chế và nhận thức được tác động bất lợi có thể có của những cơn giận dữ bột phát mặc dù các nhà quản lý phải cẩn thận để không làm các cầu thủ sợ hãi hoặc đe dọa nhưng kỷ luật cũng cần thiết như hoặc thậm chí cần thiết hơn cả tài năng đối với một đội mạnh, Ferguson nói, nếu bạn có thể tập hợp một đội gồm 11 cầu thủ tài năng, những người tập trung cao độ trong các buổi tập, quan tâm đến chế độ ăn uống và cơ thể của họ, ngủ đủ giấc và có mặt đúng giờ, thì bạn đã gần như đi được một nửa chặng đường để giành được danh hiệu. Thật ngạc nhiên là có bao nhiêu câu lạc bộ không có khả năng làm điều này. Hai sự chu đáo cũng là trọng tâm của khả năng lãnh đạo. Các nhà quản lý cần lắng nghe và quan sát cẩn thận, quan sát là điều quan trọng để xác định tài năng và phát hiện điểm yếu, nhưng nó cũng có những lợi ích khác. Năm 1969, Ferguson chứng kiến cách tập luyện của Tây Đức nhấn mạnh vào việc kiểm soát bóng hơn là chạy đường dài, vốn là trọng tâm của hầu hết các khóa đào tạo ở giải vô địch quốc gia Anh. Đó là một tiết lộ đã ảnh hưởng đến công việc huấn luyện của Ferguson trong 50 năm nữa một câu lạc bộ thành công cần tập trung không ngừng vào công tác chuẩn bị điều này có nghĩa là đào tạo và do thám đối thủ nhưng nó cũng có nghĩa là xây dựng đội ngũ ferguson lập luận nếu bạn muốn xây dựng một tổ chức chiến thắng bạn phải sẵn sàng tiếp tục xây dựng mỗi ngày ba người chơi già đi chấn thương hoặc ra đi để tìm cơ hội khác một người quản lý giỏi cần phải lập kế hoạch thay thế và trau dồi tài năng Ferguson đặc biệt tự hào về đội tuyển trẻ và tuyển trạch viên của Manchester. Đội bóng nhận định siêu sao David Beckham là một tài năng triển vọng khi anh mới 12 tuổi. Quản lý một câu lạc bộ bóng đá liên quan đến chi tiêu đáng kể. Trong khi Ferguson đang huấn luyện, ông ấy đã trả tiền để mua một số cầu thủ đắt giá, trong đó có khoản tiền khét tiếng 30,75 triệu bảng cho Dimitar Berbatov cầu thủ mà Manchester United cuối cùng đã bán với giá chưa đến một phần mười giá đó. Tuy nhiên, nhìn chung, Ferguson tin vào việc xây dựng tài năng hơn là mua nó. Hệ thống trinh sát và trang trại mạnh mẽ mang lại cho đội Beckham cũng giúp mang lại tiền cho Manchester. United có thể ký hợp đồng với cầu thủ sớm và sau đó thường có thể bán họ cho các câu lạc bộ khác. United đã huy động được khoảng 100 triệu bảng theo cách này trong nhiệm kỳ của Ferguson. Mạng lưới quan hệ cũng rất quan trọng để thu hút tài năng mới và tìm kiếm những cầu thủ phù hợp. Trợ lý huấn luyện viên của Ferguson, Carlos Queiroz, đã giúp Manchester thiết lập mối quan hệ với Sporting Lisbon, trong đó hai đội trao đổi huấn luyện viên. Một huấn luyện viên trao đổi từ Manchester đã phát hiện ra Cristiano Ronaldo khi mới 16 tuổi. Manchester đã có thể vượt qua các đội khác và ký hợp đồng với anh ấy ronaldo trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử và giúp manchester giành tới chín danh hiệu trong đó có ba chức vô địch premier league liên tiếp trong một sự thay đổi môi trường đầy thách thức cạnh tranh một nhà lãnh đạo phải đặt ra những mục tiêu vừa tham vọng vừa có thể đạt được ferguson từ chối dự đoán các chiến thắng danh hiệu và cố gắng quản lý kỳ vọng các cầu thủ đã rất muốn giành chiến thắng và căng thẳng thêm có thể phản tác dụng Ferguson nói với các cầu thủ rằng mục tiêu của ông là giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Nhìn vào các trò chơi riêng lẻ, các mục tiêu có vẻ hợp lý và có thể đạt được trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn cao. Lãnh đạo và quản lý là hai việc riêng biệt và các nhà lãnh đạo cần đảm bảo giữ cho chúng khác biệt. Quản lý có nghĩa là điều chỉnh hoặc kiểm soát một quy trình hoặc khu vực cụ thể. Ví dụ, người đứng đầu sân của một đội bóng đá quản lý sân. Tuy nhiên, Lãnh đạo liên quan đến việc đặt ra các tiêu chuẩn cao và khuyến khích mọi người làm việc với khả năng tốt nhất của họ và sau đó vượt xa những gì họ nghĩ là khả năng tốt nhất của họ. Lãnh đạo cũng nhất thiết có nghĩa là học cách ủy quyền. Lãnh đạo của một câu lạc bộ bóng đá lớn không thể kiểm soát mọi khía cạnh hành chính, mặc dù lúc đầu Ferguson đã thử điều này, Archie Knox, trợ lý giám đốc của ông tại Aberdeen và sau đó là tại United đã giúp thuyết phục ferguson rằng ông cần thuê những người giỏi và để họ làm việc của mình khoa học và đổi mới có thể là những công cụ có giá trị nếu các nhà lãnh đạo sử dụng chúng một cách cẩn thận những cải tiến về chế độ ăn uống và dinh dưỡng đã cải thiện đáng kể hiệu suất của các cầu thủ trên toàn giải đấu trong nhiệm kỳ huấn luyện viên của ferguson ferguson cũng đã làm việc với tiến sĩ guy stephenson một chuyên gia về thị giác để giúp các cầu thủ cải thiện tầm nhìn ngoại vi của họ đồng thời sự gia tăng mạnh mẽ dữ liệu sẵn có về tỷ lệ kiểm soát bóng kiến tạo và mọi khía cạnh về phong độ của cầu thủ đôi khi có nguy cơ trở thành sự phân tâm các nhà lãnh đạo cần xác định những đổi mới nào là quan trọng và những đổi mới nào mang lại ít giá trị một thay đổi khác trong thời gian ferguson ở manchester là một loạt cầu thủ nước ngoài mới những cầu thủ này đã nâng cao chất lượng của lối chơi bóng đá và mang đến những khác biệt đáng hoan nghênh về quan điểm và thái độ đối với trận đấu ngược lại sự hiện diện ngày càng nhiều của người đại diện cầu thủ trong các cuộc đàm phán hợp đồng là điều không được hoan nghênh tạo ra căng thẳng giữa cầu thủ và câu lạc bộ đồng thời làm giàu cho bản thân người đại diện mà không mang lại nhiều lợi ích cho bất kỳ ai khác chuyển đổi lãnh đạo có thể khó khăn các nhà quản lý trong bóng đá thường bị sa thải nhanh chóng và hầu hết các câu lạc bộ không có kế hoạch chuyển đổi mạnh mẽ. Việc nghỉ hưu của Ferguson được xử lý một cách chuyên nghiệp, lặng lẽ và cẩn thận. Mặc dù vậy, người kế nhiệm ông, David Moyes, phục vụ chưa đầy một năm trước khi ông cũng bị thay thế. Manchester United là một đội bóng lớn doanh nghiệp thành công, với 75. Không 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 người xem hầu hết các trận đấu trên sân nhà và doanh thu tiền mặt là 363 triệu bảng trong năm cuối cùng của Ferguson tại câu lạc bộ. Nền tảng cho công việc kinh doanh khổng lồ này là hiệu suất trên sân mà Ferguson chịu trách nhiệm. Thành công của anh ấy, dù không có kinh nghiệm ở trường kinh doanh, chứng tỏ sự trống rỗng của hầu hết các cuốn sách tư vấn kinh doanh, từ thông dụng và giáo dục ưu tú. Ferguson chuẩn bị kỹ lưỡng đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng nhưng có thể đạt được và sẵn sàng chờ đợi kết quả. Kinh nghiệm quản lý và cái nhìn sâu sắc mà anh ấy mang đến cho Manchester United có thể áp dụng rộng rãi cho Thung lũng Silicon và cho các doanh nghiệp ở khắp mọi nơi. Phần 2. Chìa khóa rút ra, để thành công, một nhà lãnh đạo phải trở thành con người thật của mình thông qua việc lắng nghe, quan sát và học hỏi cẩn thận. Lãnh đạo đòi hỏi khả năng nhận biết và trâu dồi động lực kỷ luật và niềm tin tạo một nhóm thành công đòi hỏi phải chuẩn bị xây dựng và xây dựng lại liên tục người quản lý phải để mắt đến sự cân bằng của nhóm và tàn nhẫn trong việc đánh giá những thay đổi cần thiết một người quản lý xử lý các chi tiết kỹ thuật công việc của một nhà lãnh đạo là thiết lập các tiêu chuẩn cao và tránh tự mãn các nhà lãnh đạo phải đặt nhóm và công việc của họ lên trên tất cả mọi thứ và tránh bị phân tâm các cầu thủ bóng đá xứng đáng được trả công xứng đáng nhưng một đội bóng vĩ đại không thể được xây dựng bằng một cuốn sách được tài trợ tốt. Các nhà lãnh đạo phải cởi mở với sự đổi mới nhưng cũng phải đánh giá các ý tưởng và công cụ mới để đảm bảo rằng chúng thực sự hữu ích. Các nhà lãnh đạo mới cần có thời gian và sự kiên nhẫn để thay đổi một tổ chức. Các chiến lược lãnh đạo để quản lý Manchester United phù hợp với các doanh nghiệp ở thung lũng Silicon. Phần 3. Người quan trọng. Sir Alex Ferguson là một tác giả Cậu cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá người Scotland. Ông được biết đến nhiều nhất với vai trò quản lý Manchester United từ năm 1986 đến năm 2013. Michael Mortis là một tác giả, doanh nhân và nhà đầu tư người xứ Wales. Ông đã viết The Little Kingdom 1984, lịch sử đầu tiên của Apple Computer. Archie Knox từng là trợ lý giám đốc bóng đá cho Alex Ferguson tại Aberdeen và Manchester United. Carlos Queiroz dễ là huấn luyện viên bóng đá người Bồ đào nha và quản lý đội tuyển bóng đá Iran. Ông là trợ lý giám đốc dưới thời Alex Ferguson tại Manchester United. Cristiano Ronaldo là một cầu thủ bóng đá người Bồ đào nha từng chơi cho Manchester United dưới thời Alex Ferguson. Ferguson coi anh là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. David Beckham là một cầu thủ bóng đá người Anh. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình tại Manchester United dưới thời Alex Ferguson và là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất của câu lạc bộ. Cathy Ferguson là vợ của Alex Ferguson. Phần 4. Kết thúc Instagram